máy cắt cỏ Ryobi 18V. Bác nào lấy cái thân máy thì giá của nó 500.000 cái thân máy nha. Bác nào mình có pin rồi thì mình mua cái thân máy thôi, giá có 500.000. Về mình cắt cỏ vườn hay là mấy cái cỏ thảm ở nhà, sân vườn ở nhà cũng được. Nó cắt thì nói chung là cũng nát được hết nhá. Cái này nó lồng trộm. Mấy cái cỏ nhung, cỏ thảm ở nhà là mình cắt. Thì bác nào mình quan tâm thì cứ liên hệ nhé.